Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: "Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới." Lời mời gọi. Thánh Augustino nói về kinh nghiệm được Thiên Chúa thương xót như sau: "Người đã yêu tôi trước và người đã kiếm tìm tôi." Đức Giêsu không tuyển chọn những người tài năng đức độ làm môn đệ, nhưng tuyển chọn những người nghèo hèn, quê mùa. Hôm nay, người tuyển chọn những kẻ làm nghề chài lưới bằng cách cho họ một mẻ cá lạ lùng. Trong cuộc sống hàng ngày, Thiên Chúa vẫn đến và tìm gặp chúng ta trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố của cuộc sống. Chúng ta hãy mau mắn và sẵn sàng đón tiếp Chúa vào cuộc đời mình để Người làm chủ và hướng dẫn cuộc đời ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận Chúa, lắng nghe và đáp trả lời mời gọi yêu thương của Ngài. Amen.